Còn tôi đó là chim hoa canh. Dạ 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 dạ, con chào nhạc phụ. Thằng khùng, mày không phải là bạn hàng xóm của Quang Anh đó nghe, là mày tới số với tao rồi đó. Trời ơi, mày tránh xa con Yến con của tao ra giùm đi. Nó né mày giống như né thà vậy đó. Mày không cảm nhận ra để mày né nó giùm tao một cái. Bực bội à. Quang Anh, hỷ sự lâm môn rồi đó. Nè, thằng này là đệ tử của tôi. Ông không có quyền nói chuyện với nó bằng cái giọng đó. Bây giờ tôi nói thiệt cho Quang Anh biết luôn nè. Cái pho tự mà bị ngã bữa nay đó, có một vị thiên lôi bị kẹt ở trong đó đó. Rồi cái đích thân thiên lôi hiện ra ngay trong đình làng đó. Đưa cái này cho tôi nè. Ông nói Ngọc Hoàng chọn ông, công danh rỡ ràng. Dân làng phải thờ ông ngoài đình á. Cho nên chỉ có ông rớ vô mới dựng được cái tượng đó thôi. Thiệt vậy hả? Thiệt xong thiệt. Nè, linh dị nè. Thấy không? Ê, ừ, đây. Cái gì vậy? Bà Lạc. Công danh rạng. Nè, công danh rạng nữa. Cái gì vậy? Ô Phượng à, cứng quá. Ông đó, ông tính hại người tới cỡ nào hả? Nếu mà không có vụ này á, là ổng cũng ở trển rồi. Suốt ngày hảo quyền, thi đậu làm quan, tự cao tự đại, riết rồi không có ai chơi hết đó. Có thằng hớn khùng này nó mới lui tới thôi chứ đâu. Tôi không có khùng nghe. Tôi không có khùng đâu á. Thím bà, lửa lời mà nói. Kỳ này á, là ổng đậu chắc chắn luôn. Nín. Làm ăn không lo làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt bê tha, đậu cái gì mà đậu. Ở đó mà lo đậu làm quan. Quan gì? Quan ăn bám vợ con á thì có. Quan bà ơi, quan bà cũng phải khoan thai chứ. Chứ cái phong thái của quan bà kiểu này thì... Ông đưa đây. Nhìn đi, trời báo mộng đó, không phải chuyện dựng chơi đâu. Nhìn đi. Bệnh nặng dữ lắm rồi. Ê, bà Hảo Huyền chào chồng hả mày?